12 đêm tự nhiên cái bật dậy kiểu như đang nằm vậy, bật dậy đi nè, xong rồi cái ngồi cái la làng lên khóc lên, cái mấy mấy người này biết là cũng 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 tới nữa rồi, tại cái thời điểm là cái chị kia cũng đang bị, xong rồi cái ba bốn người xúm lại nắm tay nắm chân, xong rồi cái kêu anh đạo diễn đi đi chạy ra ngoài kia, rước cô của đạo diễn là bà thầy đó là chạy vô. Trong cái thời gian mà chạy vô nó là chạy nửa đường á, tại thường thường cái đường quê nó vắng lắm, nó buổi tối 12 đêm là thường thường 8 giờ mọi người đã ngủ hết rồi, mà cái đường nhà của anh đạo diễn nó là ở xa lắm, giống như là giữa giữa cái có một cái đường nhỏ mà chỉ có vài cái nhà thôi, mà ở giữa đoạn đường đó có một cái cũng là cái mộ rất là nhiều, anh nhà mồ á, đúng rồi nhà mồ, thì anh đạo diễn nó chở cái bà thầy tới đến cái nhà mồ đó thì bị chặn lại. Mới đầu em nghe bị chặn lại em thấy ủa ai mà giờ đó mà chặn nữa, cái anh đạo diễn mới nói là mấy người binh á, mấy người binh của cái chặn bà thầy sao? kia chặn lại quýnh phép thôi, là kiểu cái bà thầy đó mới nhìn thấy thôi, mà đứng là bà đánh á, thì mình người thường mình không thấy được, nhưng mà kiểu cái người mà người thầy ở ở Kiên Giang là của ba mẹ của bạn kia á, là chặn của bà thầy lại không cho vô, nhưng mà kiểu bà thầy này cũng mạnh á nên là đánh được, đánh chạy chạy đi vô luôn, đi vô xong rồi gần tới cái cửa thì thường thường dưới quê này có những cái hàng rào á anh, thường thường giống như buổi tối thì anh nhìn ra đường anh đâu có thấy gì đâu đúng không, mà khi đó là cái người thầy đó là mới vừa tới trước cái ở ngoài thôi á, trước ở ngoài hàng rào á, ở đây trong nhà là biết rồi đó, là có thầy cậu tới rồi, cái là kiểu gung 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 vậy nè, xong cái bà thầy bà mới là đốt mấy ba cây nhang xong rồi vẽ 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 gì nè vuốt, là cái bạn nó xuất ra kiểu như bình thường lại xuất ra xỉu ngang.